tháp Eiffel và hai lần bị chúa lừa Victor Lustig giao bán sắt vụn. Tháng 5 năm 1925, một tờ báo ở Paris có bài phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tháp Eiffel sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng. Trong bài nêu việc chính phủ Pháp đang cân nhắc tháo dỡ tháp thay vì tu sửa. Rất nhanh, Victor coi thông tin này như cơ hội kiếm tiền. Tại Paris, Victor thuê người làm giả giấy tờ để mình đóng vai quan chức của chính phủ Pháp. Với câu chữ mơ hồ nhưng trịnh trọng, ông ta gửi thư mời năm nhà buôn ve chai lông vịt lớn nhất trong thành phố tới gặp mặt tại khách sạn Crillon, một trong những khách sạn hào nhoáng bậc nhất của Paris để bàn chuyện khẩn. Kết thúc màn đón tiếp trang trọng, Victor nói tháp Eiffel sẽ bị tháo dỡ vì chi phí tu sửa tốn kém. 7.000 tấn sắt vụn từ việc tháo dỡ tòa tháp sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Để thêm phần đáng tin, lương chúa còn nhấn mạnh rằng tòa tháp bị nhiều người ghét bỏ và thực tế chỉ có mục đích làm cổng chào cho triển lãm thế giới năm 1889, chưa từng được thiết kế để tồn tại lâu dài. Trước khi ra về, năm vị khách còn được dặn giữ kín chuyện vì quyết định tháo dỡ tòa tháp sẽ rất gây tranh cãi. Năm ông chủ đặt giá thầu trong vài ngày sau, nhưng Victor đã chọn sẵn con mồi là André Poisson vì người này mới chân ướt chân ráo tới thành phố. Siêu lừa vừa tiết lộ André đã thắng thầu vừa than phiền rằng thu nhập quan chức như mình quá bèo bọt. Hiểu ý, André đưa cho Victor 70.000 đô la Mỹ để chắc thêm phần thắng thầu. Cầm tiền trong tay, Victor trốn tới áo sống xa xỉ. Nhiều tuần trôi qua nhưng không thấy báo chí đưa tin về vụ lừa đảo, siêu lừa cho rằng nạn nhân thấy xấu hổ nên không dám báo tin cho nhà chức trách. 6 tháng sau, Victor trở về Paris với ý đồ bán tháp Eiffel lần thứ hai với năm chủ buôn sắt vụn khác. Tuy nhiên, con mồi lần này có vẻ tỉnh táo hơn nên đã báo cảnh sát. Hắn lập tức trốn sang Mỹ. Tới năm 1930, Victor hợp tác với chuyên gia hóa học để làm tiền giả và thu lời lớn. Victor xa lưới tại thành phố New York vào năm 1935, nhưng sau đó hắn đã trốn khỏi nhà giam. Một tháng sau, Victor bị bắt trở lại tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Ông ta nhận tội, chịu án 20 năm tại nhà tù kiên cố Alcatraz của Mỹ. Nếu như một con cá sấu đối đầu với một con cá mập thì con nào sẽ chiến thắng? Ở đây chúng ta sẽ có hai đại diện cho mỗi loài, đó là cá sấu nước mặn và cá mập trắng lớn. Chúng là những đại diện to lớn, hung tợn và mạnh mẽ. Trong tự nhiên, mặc dù khu vực hoạt động của cá mập trắng lớn và cá sấu nước mặn có thể trùng lặp ở một mức độ nhất định, nhưng nhìn chung chúng rất khó có thể gặp nhau. Nhưng nếu hai loài động vật này có thể được sắp xếp để đối đầu với nhau thì cá mập trắng lớn hay cá sấu nước mặn sẽ giành chiến thắng, loài nào mới là kẻ mạnh hơn? Cá mập trắng lớn là một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất đại dương, chỉ đứng sau cá voi sát thủ. Cá mập trắng lớn là loài cá sụn, sở hữu chiều dài cơ thể khoảng 4 đến 5 mét, trọng lượng có thể lên tới 4 tấn. Răng của chúng rất sắc bén, có thể xé xác con mồi lớn một cách dễ dàng. Cá sấu nước mặn là loài cá sấu duy nhất trong bộ cá sấu không có vảy lớn sau gáy nên còn được gọi là cá sấu cổ trần. Chúng cũng là một loài bò sát tương tự như khủng long, thường có chiều dài lên tới 6 đến 7 mét và có thể nặng hơn 2 tấn. Cá sấu nước mặn có tứ chi khỏe và hàm răng sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn và tóm gọn con mồi. Về mặt sinh học, cá sấu chắc chắn mạnh hơn về tỷ lệ giữa kích thước và lực cắn. Răng và cơ bắp của chúng rất khỏe, lực cắn có thể lên tới 3.500 kg. Trong khi đó, lực cắn của cá mập trắng lớn yếu hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1.857 kg. Tốc độ tấn công của cá sấu rất nhanh, có thể khuất phục con mồi trong thời gian ngắn và đưa lên bờ thưởng thức. Ngoài ra, da của cá sấu rất dai và có khả năng chống đâm thủng rất tốt, có thể bảo vệ cơ thể chúng một cách hiệu quả khi gặp phải sự tấn công. Mặc dù cá mập trắng lớn có lực tấn công mạnh mẽ nhưng lớp da của nó tương đối mỏng và rất dễ bị tấn công. Ngoài ra, kiểu tấn công của hai loài động vật này cũng rất khác nhau. Trong khi cá mập trắng lớn tấn công con mồi chủ yếu bằng cách cắn thì cá sấu sử dụng hàm răng sắc nhọn và cú lăn tử thần để tấn công con mồi. Cá mập trắng lớn và cá sấu có những lợi thế sinh học khác nhau, trong đó cá sấu có cú đớp mạnh hơn, tốc độ tấn công nhanh hơn và nhanh nhẹn hơn. Nếu hai con vật này đối mặt với nhau, cá sấu có cơ hội chiến thắng cao hơn. Thế còn bạn, bạn có nghĩ cá sấu nước mặn sẽ giành chiến thắng khi chạm trán với cá mập trắng lớn? Hãy comment ý kiến của bạn cho mình biết nha. Có một sự thật khá thú vị về loài rắn mà bạn chưa biết, đó chính là rắn đã từng sở hữu cho mình cả hai chân. Nếu không phải tất cả thì ít nhất một số loài rắn cũng từng có chân trong buổi ban đầu của quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, chúng đã mất dần các chi theo thời gian. Đây là một mẫu hóa thạch của một loài rắn có tên Eupodophis. Eupodophis là một chi rắn đã tuyệt chủng từ kỷ phấn trắng muộn, trong mẫu hóa thạch thể hiện rõ phần xương chân loài rắn này. Nhằm hiểu rõ hơn mẫu vật đặc biệt, các nhà khoa học sử dụng phương pháp mô phỏng mới gọi là chụp cắt lớp trên máy tính bằng tia bức xạ synchrotron, viết tắt là SRCL. Đây là phương pháp giúp chụp được hàng ngàn hình ảnh hai chiều từ bên trong mẫu vật. Những hình ảnh đó được tiếp tục dựng thành mô hình ba chiều, cho thấy rõ hông của rắn và cặp chân nhỏ chỉ dài 2 cm. Với mô hình ba chiều mới, các chuyên gia phát hiện được Eupodophis từng sở hữu hai chân sau mang theo dấu hiệu thoái hóa dần và không có chi trước. Chi sau cũng có đầu gối và 4 xương mắt cá chân, nhưng không có xương bàn chân hoặc xương ngón. Cũng nhờ SRCL, họ xác định được xương chân của rắn rất giống với thần lằn hiện đại. Một nhà khoa học người Pháp cho rằng, rắn đã dụng hết chân để phù hợp với cảnh chui rúc trong hang sâu hoặc bơi lội dưới đại dương, bằng chứng là cặp chân trong mẫu hóa thạch bị thoái hóa rất nghiêm trọng và các hậu duệ của chúng chẳng còn cái chân nào.
Bạn có tò mò muốn biết âm thanh lớn nhất từng được con người ghi nhận lớn đến mức nào không? Vào ngày 27 tháng 8 năm 1883, một vụ phun trào núi lửa xảy ra tại đảo Krakatoa ở Indonesia. Âm thanh của vụ nổ có thể được nghe thấy rõ ràng ở khoảng cách gần 5.000 km. Cho dễ hình dung, âm thanh đó nếu phát ra từ lũng cú điểm cực bắc của Việt Nam thì những người đứng ở Cà Mau vẫn nghe được. Âm thanh đã được ghi nhận mức 172 decibel ở khoảng cách hơn 160 km. Điều đó thật điên rồ, khi mà ngưỡng chịu đựng của tai chúng ta chỉ ở mức 130 decibel và tiếng ồn của động cơ phản lực khi bạn đứng ngay bên cạnh là 150 decibel. Vụ nổ còn tạo ra cột khói bốc lên trên không trung gần 80 km, cho bụi thì rơi xuống biển cách đó 20 km. Các mảnh đá vụn nóng cháy đã được bắn ra từ miệng núi lửa Krakatoa với vận tốc lên tới 2.575 km/h. Các sóng địa chấn từ vụ phun trào đã lan truyền khắp thế giới nhiều lần và gây ra một cơn sóng thần cao trên 45 mét. Cuối cùng đánh mạnh vào bờ của hai đảo Java và Sumatra, tàn phá hoàn toàn các vùng duyên hải nơi đây. Ở tận xa nơi vùng biển Nam Phi, các tàu thuyền thì bị rung chuyển bởi một đợt sóng thần khác. Đặc biệt phải kể đến là một con tàu nước Anh tên Norham Castle, tại thời điểm của vụ nổ núi lửa, nó đang ở cách đảo Krakatoa 64 km. Vụ nổ mạnh đến nỗi mà hơn nửa thuyền viên trên tàu đã bị thủng màng nhĩ và viên thuyền trưởng của tàu thậm chí còn nghĩ rằng ngày tận thế đã đến. Những sự thật khủng khiếp về loài siêu cá mập từng tồn tại trên trái đất, Megalodon. Megalodon, nghĩa là răng lớn trong tiếng Hy Lạp cổ đại, là một loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng thuộc lớp cá sụn. Sống cách nay khoảng 15,9 tới 2,6 triệu năm vào thời kỳ Đại Tân Sinh, Megalodon tuyệt chủng vào cuối thế Pliocene khoảng 2,6 triệu năm trước. Vào thời của mình chúng có phạm vi phân bố toàn cầu. Megalodon được xem là một trong những động vật có xương sống lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong lịch sử tự nhiên. Loài cá mập khổng lồ này có thể đạt chiều dài 20 mét và nặng 106 tấn. Trong số các loài động vật hiện nay, cá mập trắng lớn giống với Megalodon nhất, vì vậy có thể xem Megalodon là phiên bản khổng lồ của cá mập trắng lớn. Răng của Megalodon thậm chí dài đến 18 cm, gấp 3 lần cá mập trắng lớn, sở hữu lực cắn khủng khiếp nhất trong các loài động vật từng được biết đến, lực cắn của chúng đạt từ 11 đến 18 tấn. Nếu như Megalodon không tuyệt chủng và vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, thì bạn có nghĩ chúng sẽ là bá chủ đại dương thay cho cá voi xanh không? Hãy comment ý kiến của bạn cho mình biết nhé!